Xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy thì mới về một sản phẩm mới. Huy sẽ dành vài phút gửi lên kênh cho các chị và các bạn xem. Đây là chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2018, màu đồng bánh kim nha các bạn ha. Cái 2018 thì chúng ta đã có cái hệ thống cân bằng điện tử cho xe rồi. Xe thì bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục cũng như là về tình trạng của xe trước khi mà thu vô, đảm bảo chất lượng xe là không bị đông đụng, không bị ngập nước, cho các anh chị và các bạn yên tâm. Bên Huy vào đảm cam kết bằng văn bản luôn. Đấy, vỏ xe còn nguyên bản theo xe nha các bạn, sản xuất năm 2018. Có che mưa, dán phim, rồi chén cửa, mặt chrome, nắp xăng. Xe này thì hiện tại bên Huy mới lấy về, chưa có làm maru cũng như là về việc đánh bóng lại xe, rồi vệ sinh nội thất, vệ sinh động cơ, vệ sinh gầm. Thì Huy muốn dành vài phút cập nhật về tình trạng xe cho các chị và các bạn xem trước khi mà bên Huy đưa xe vô làm marukuri, làm đẹp xe lại. Xe này thì có trang bị DVD, camera gear. Đây là camera gear của nó nha các bạn ha. DVD thì có bản đồ dẫn đường. Và xe này thì có cả camera hành trình luôn các bạn ha. Đó, thì Huy sẽ quay sơ cho các chị và các bạn xem. Này, gầm nhún thì còn rất là đẹp nha các bạn. Xe này thì vẫn còn được bảo hành hãng ha, bảo hành hãng. Xe 2018 vẫn còn được bảo hành hãng, cho nên là các anh chị và các bạn khi mua thì hoàn toàn yên tâm. Nếu như có bất kỳ cái lỗi gì trong quá trình sử dụng thì các anh chị và các bạn hoàn toàn có thể đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc luôn nha, để được kiểm tra. Nếu như mà nó thuộc lỗi của sản phẩm hoặc là lắp ráp thì đều được Toyota bảo hành cho các anh chị. Về Innova thì cực kỳ bền bỉ, về chế độ bảo dưỡng, chi phí rồi các bạn cũng khá là rẻ. Innova và phụ tùng mà sau này các chị và các bạn muốn thay thế gì đó thì cũng rất là phổ thông, giá cũng phải chăng. Rồi, sơ lược về phần ngoại thất cho các anh chị xem thì Huy sẽ giới thiệu thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá chi tiết về chất lượng của chiếc xe này cho các anh chị xem có phù hợp cho gia đình mình mua sử dụng hay không nha. Rồi, Huy mời các bạn ạ. Rồi, Huy mời các anh chị và các bạn xem về phần nội thất bên trong của xe. Đây, phần tắp bi cửa nha các bạn. Đó, chỗ tựa tay là đã được bọc da luôn rồi. Ghế, ghế da nha. Đó, đã được bọc da rồi. Cái tấm này là tấm lót ở trên cái phần tắp lô các bạn. Tấm lót trên tắp lô. Đây, ghế da rồi các bạn xem ha. Còn rất là mới và đẹp nha. Rồi, chủ xe đi giữ khá là kỹ ha, cũng khá là kỹ này. Nội thất thì quay cho các bạn xem mấy phần tắp bi rồi, nó không bị trầy xước gì cả và cũng khá là sạch. Ở trên xe thì chủ xe có để lá dứa cho nên là nội thất bên trong rất là thơm. Ghế da rồi này, các anh chị và các bạn có thể thấy được ha. Huy quay sơ lược cho anh chị và các bạn xem thôi. Xe này thì có trang bị DVD, camera hành trình. Rồi, về phần động cơ thì xe này sử dụng động cơ 2.0. Thì động cơ này thì nó tích hợp rất là nhiều tính năng, từ phun xăng điện tử rồi đánh lửa trực tiếp, cũng như là về hệ thống phối khí trên động cơ này để giúp cho động cơ tiết kiệm nhiên liệu và công suất, cũng như là về giảm thiểu cái lượng ô nhiễm khí thải ra môi trường. Động cơ nó hơi dơ tí xíu thôi nha các bạn, còn mọi thứ thì còn nguyên bản hết. Bên Huy về sẽ tiến hành làm maru, làm đẹp lại thì chắc chắn rồi, nó sẽ không khác gì so với động cơ mới. Bên Huy làm maru, làm vệ sinh động cơ rất là kỹ nha các bạn. Rồi, thì xe này thì hiện tại được bên Huy chào bán với giá là 601 nha. Các chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho các anh chị. Còn hiện tại thì bên Huy cũng đang về rất là nhiều xe. Các anh chị và các bạn nào mà
chưa kiếm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh, để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các chị và các bạn để mình đến tham khảo, mình xem, mình cảm thấy hợp lý thì mua về và sử dụng cho gia đình. Bên Huy thì luôn cam kết là không đông đụng, không ngập nước, cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm bên Huy nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ạ.